Rồi, chào tất cả các bác nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu và test chức năng của một con âm ly của hãng Onkyo nhé, dòng A701XG các bác nhé. Dòng 701 thì nó có nhiều dòng lắm, 701D này, XD và dòng XG. XG thì nó là cao hơn nhé, là dòng cao hơn. Và nó sản xuất 589 1989 với giá xuất xưởng là 95.000 yên. Thì cái dòng này sản xuất cùng mấy thời cùng mấy cái năm 6 san xui 6 7 cha này. Và dòng 780D, đời nông 780D. Và đời nông 780D lúc đó giá xuất xưởng 89.000 yên. Và 6 lời 7 lời cha có 85.000 yên thôi nhá, nhưng con này thì 95.000 yên đó. Thì em sẽ giới thiệu một số cái chức năng cơ bản của nó nhá. Cái con này rất là hay, về Việt Nam ấy, thì nó rẻ chỉ bằng một nửa mấy cái dòng kia thôi, bởi vì Việt Nam mình thì thường không thích dòng Onkyo. Như dòng này em thấy đánh mấy Onkyo nó sản xuất ra đánh mấy mấy con D77 này, rồi đi tôn nó đóng đánh những cái cặp loa, kể cả nó đánh những cặp loa cổ cũng hay và cặp loa đầy mới cũng hay các nhé. Con này là hàng đấu giá về đẹp như mới luôn, đóng lại mới nào như vậy này, thắm lưng này. À, em sẽ đây này, cái con này thì nó giá xuất xưởng nó tới 95.000 yên nhé. Con này là hay một cái là nó có đây, nội thất nó thì bao mới nào như vậy nhé, đánh 8 sò thì có 6 sò đen và 2 sò xanh nhé, tăng phô rất lớn luôn. Và nó đắt ở chỗ một điểm này này các bác này. Thường thì các bác nhìn thấy CD nó có chip để mạ, như riêng con này nó có cổng quang nhé, để chơi nhạc số nhé. Đấy, đẹp như mới luôn các bạn, mới thế nào nó như vậy không nhé. Mã số 1884, con này mới lắm luôn, công suất tiêu thụ điện 205W. Cặp loa này à, cả âm ly này có thể đánh được loa 4 bát 40 không nhá. Đây là cổng quang in này. Đấy, có hai cổng và đồng trục, tóm lại là nó có một hệ thống giải mã rất là hay luôn. Để cho bác nào mà nghe nhạc số trừ tivi đầy mới xuống mà không cần phải qua một cái đầu giải mã nữa. Và con này thì đặc biệt nó có hai con chip giải mã PCM58B nhé. Hai con chip này thì nó tích hợp trên những cái CD cao cấp nhé, đặc biệt như dòng mà Sony là 338ND ấy. Cái CD đó nó cũng 5 6 triệu à. Và nó hai tích hợp hai con giải mã này. Cho nên là chất âm mà các bác chơi cổng quang rất là hay các bác. Đó, ngang với một con CD. Thì bởi vậy sao nó mắc như vậy? Sao nó chung đời mấy cái dòng kia mà nó mắc như vậy, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đây là cái vết của cái cao su của cái nắp lưng đây nha các bác nhé. Đây, tóm lại đẹp mới thế nào như vậy các bác nhé, đánh hai cầu AB luôn đó, A cũng B chạm này, đẹp không? Con nào nó mới này nào như vậy là hàng đấu giá đấy. Thì em sẽ test một số chức năng. Đây là đang chơi chức năng A đã lock in nhá, đang cánh ghép cặp loa 2 bát 30 của G300. Chuyển qua em cách AB lận, hiện tại là không cần biết đấy, chuyển qua cái loa Y77. Cặp Y77 này hiện tại em đang giảm giá các bác nhá, giá đẹp xuất sắc luôn. Y77 thường thường nó giống với dòng Y7 ấy, cặp điện này 325, cặp này giá thị trường trên chục triệu, bên em đang bán 7 triệu rưỡi đấy. Không cần biết ghép này đêm hợp không, dài rất hợp sâu, luôn. không cần biết bao hơi hao,
đêm tên thời gian. Thì em sẽ đổi qua chức năng cổng quang nhé. Thì em cũng vẫn lấy cái đầu phát này thôi, bởi vì cái trên tivi xuống nó hơi xa, vẫn lấy đầu phát này nhé. Em bỏ cái đầu analog ra rồi, AV ra rồi, chuyển qua cổng quang các bác nhé. Quang à, xin lỗi em cắm cổng quang lộn rồi, cắm vào cổng 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 ao nhé, không phải cắm cổng in. Đây em cắm cổng in đó. Thì cắm cổng quang lên đó, thì nó có hai chế độ này. Cái đèn sáng này là 44.1 là của CD sang, còn nếu mà các bác cắm điện trên TV xuống thì nó là 48 thôi nhá. Đó. Nghe cuồng si, đó. Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần. Yêu em tiếng rất là hay, tiếng khác hoàn toàn, hoàn toàn analog thôi nhá. Bởi vì em đang ghép hai cặp loa đánh A và B này. Đó, đánh đây là bài đánh A và B. Cặp này bà 2 bát 25 à 2 bát 30 lần nhá. Cặp này thì mắc tiền, cặp này em bán, em đang còn cặp nữa. Không cần biết bao thời gian. Đánh rất khỏe. Đấy. Bác nào mua về ghép với cặp loa này cũng được này. Cặp loa này đang sale giá 7.5 triệu thôi. Rẻ hơn thị trường khoảng 3 triệu đấy. Vì chỉ biết đó. Đấy. Rồi vừa rồi em dắt đây các bác nhá, em tháo ra là em sẽ không hát đấy nhá. Đó. Đấy vừa rồi em test chức năng của cái con âm ly A701XD các bác nhá. Dòng này tích hợp hai con chip giải mã PCM58, hai con chip giải mã này bác nào chơi CD nhiều biết, hai con này nó tương đương mấy con 1541 của Philips ấy, tương đương. Thế CD 338 SD nó đang tích hợp ba con đó. Đây là các bác chơi nhạc số khỏi cần phải đầu giải mã nữa. Các bác cứ đây quay đây các bác hình dung. Đấy, đây là hai cổng quang in đấy. Các bác cắm trực tiếp quang đây, chơi nhạc số luôn từ TV đời mới xuống khỏi phải qua giải mã nhá. Đấy. Rồi con này thì giá bên em đang bán 4,5 triệu các bác nhá. Giá này thời điểm hiện tại cực kỳ tốt và nó là hàng đấu giá chứ không phải hàng bãi có nhá. Nếu hàng bãi thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đó. Nó chỉ bằng nửa con 607 là cha, bằng nửa con 780D thôi. Nhưng mà giá xuất xưởng thì cao hơn rất nhiều như cùng năm đó luôn. Tại vì Việt Nam nhiều khi nhiều người bảo ô Onkyo thì nó không hay, nhưng thực không phải đâu các bác nhá. Không hay thì không bao giờ giá như vậy. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhá. Bác nào có nhu cầu alo cho em nhá. Bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, chuyển khoản hết bao ship các bác nhé.